Thử thách bẻ thanh lò xo 120 kg. Đầu tiên sẽ cho Minh Mèo bẻ thử nhá. Này chập lại sao được 120? Rồi bẻ thử thế nào. 90 thôi. Ông bẻ thử thế nào. Trường sáng mệt quá thôi, chắc nhường cho đỡ trụ đi. Đỡ trụ nào, bẻ hết sức đi. Cái gì? Ông học vật lý lớp 7 chưa? Làm gì có quy tắc cộng dồn, nhìn thế này. Nào bẻ hết sức. Này 80 cân mà nặng kìa. 80 cân. Tưởng 80 cân. Tưởng 80 cân bẻ được 5 cái mà. Bát thợ điện đây rồi. Bát thợ điện đây rồi. Bát thợ điện bẻ thử tôi xem nào. Kiểu đồ chơi. Cho dùng chân. Tức. Hết sức. Nào bẻ đấy. Ui giời ơi. Theo các bạn nghĩ thì ai có thể bẻ được thanh 120 kg này?